Khi tôi biết cái tin tức đó, đóng góp cái đó, tôi cũng nói với Bình Hùng Cường liền. Tháng 8 năm ngoái, tôi bảo thưa anh Cường, năm nay mình có một cái cơ hội làm rất vĩ đại là với hạng mục thứ 7. Anh Cường không muốn làm với tôi nữa. Đến tháng riêng, cháu Huyền có đưa một email là cuối tháng 2 họp, thì tôi có gửi email cho cháu, cho chú nói chuyện với cháu một chút xíu trước khi cuối cuộc họp. Thì các cháu có email tôi là chú muốn nói cái gì thì chú tới cuộc họp nói. Okay. Rồi trong cái email đó cháu có gửi tôi. Thì sau đó thì cháu muốn lại hủy bỏ cái cuộc họp đó, và sau đó nó không liên lạc với tôi nữa. Cách đây 3 tuần anh Linh Thanh Cường gọi tôi, bảo Nghiêm ơi, năm nay mình bị đuổi rồi. Tôi bảo chứ chả cái gì vậy. Cái anh mới nói với tôi, bộ oh my god, cái vụ đó đó thì cái vụ cớ tôi biết nó bị cái này đâu, mà nó muốn làm việc với mình. Đây là một cái cơ hội duy nhất, mình may mắn quá, năm nay 35 năm nó muốn liên lạc với mình, và mình lại có một cơ hội được dương cái cờ vàng nữa, nó bằng lòng đó. Nhưng mà tôi chưa biết mình sẽ làm thế nào, mình sẽ phối hợp với nhau. Ông Kurt có nói chuyện là ông cũng muốn phối hợp với mình qua cái thờ của ông ấy, nhưng mà tôi không có cái cơ hội để trình bày với ông Cường, tôi không có cơ hội trình bày với các cháu. Cho đến khi ông Cường nói với tôi và chết chắc lỡ rồi, thì đó là cái dự kiện của tôi cho đến ngày hôm nay. Tất cả cái dự kiện các cháu nó cũng viết ở trong email. Bây giờ có một chút xíu nào văn bài cho tôi.